Đấu phá thương khung phần 4 tập 47, đại hội bắt đầu phần 2. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang trong lòng còn miên man suy nghĩ, Pháp Mã dường như là nhìn ra sự bất an của hắn, lập tức khẽ cười rồi nói: "Tiểu bằng hữu, chỉ cần là không phải nhắm vào công hội, lão nhân sẽ không xen vào chuyện của người khác." Mặc dù tiếng cười của Pháp Mã khiến cho các công hội trưởng lão có chút kỳ quái, có điều Tiêu Viêm có chút lặng lẽ thở ra một hơi, nhìn Pháp Mã bằng ánh mắt cảm tạ. "Lá bất tử, ngươi thật là càng sống càng thích nhiều chuyện." Âm thanh cười lạnh nói khiến cho mọi người trên hàng khách quý sắc mặt đại biến. Ngồi kế bên Pháp Mã, Thiết Mê Nhi sắc mặt trầm xuống khẽ quát: "Là ai?" Ngay khi tiếng cười vang lên, trong lòng Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Loại này ngoại trừ Hải Bá Đông ở phía sau của mình thì còn ai ở đây không khách khí như vậy? Tiếng cười lạnh đồng dạng làm cho Pháp Mã sửng sốt một hồi, lập tức hướng ánh mắt xuống phía sau Tiêu Viêm, lẩm bẩm rồi nói: "Cỗ hơi thở này lạnh lẽo, băng hàn, chẳng lẽ là Băng Lão Đầu?" Nói tới cuối cùng, trên khuôn mặt của hắn hiện lên rõ ràng vài phần kinh dị. "Ha ha, Pháp Lão Đầu, không nghĩ tới người lại nhớ kỹ ta như vậy, thật không dễ." Bóng người phía sau Tiêu Viêm chật lóe, khiến mấy người áo thác tuyết mị trợn mắt há mồm. Hải Bá Đông chậm rãi tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Pháp Mã, nhếch miệng cười rồi nói: Ngươi còn chưa chết sao? Ngươi không phải là bị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cái kia rồi sao?" Kinh ngạc nhìn Hải Bá Đông ngồi bên cạnh, Pháp Mã có vẻ không tin tưởng nói: "À, may mắn còn sống." Hải Bá Đông chép miệng, ánh mắt hiện lên vẻ vẫn còn kinh sợ, thở dài rồi nói: "Thật là cái tên sống dai, bất quá còn sống là tốt rồi, ít nhất thì lão nhân ta cũng sẽ không cô đơn, ha ha." Pháp Mã ra mặt giống như là vỏ cây khô cử động, kích động cười rồi nói: "Nghe được hai người nói chuyện, vốn bởi Hải Bá Đông vừa rồi thốt ra những lời khó nghe với hội trưởng, các trưởng lão của luyện dược sư công hội, lời nói trong miệng định lớn tiếng phát tác ra vội luốt trở lại. Trong thái độ của Pháp Mã, vị lão đầu này cũng là một đại nhân vật đó. Đứng phía sau áo thác, Tuyết Mị cùng với Lâm Phi trợn mắt há mồm nhìn Pháp Mã nói chuyện với Hải Bá Đông. Bây giờ các nàng đã hiểu, ẩn giấu dưới lốt một lão đầu nhìn qua cực kỳ là bình thường này, lại là một cường giả thâm tàn bất lộ. Người này, những nhân vật kết giao, sao đều là những nhân vật cấp bậc là biến thái đến như vậy? Hai người ánh mắt kỳ dị nhìn nhau rồi cùng hướng về phía Tiêu Viêm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hải Bá Đông cùng với Pháp Mã quen biết, làm cho áo thác cùng với Phấn Khắc Lan run sợ. Một lát sau, áo thác lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng lẩm bẩm rồi nói: "Hải Bá Đông, Hải Bá Đông, một trong thập đại cường giả của năm đó, Băng Hoàng giống như là đúng là cái tên này." Trong lòng nghi vậy, áo thác cùng với Phất Lan Đức liếc mắt nhìn nhau, đầu từ trước mắt đối phương nhìn ra một tia kinh hãi. Không nghĩ tới loại nhân vật cấp bậc này cũng còn sống, hơn nữa lại cùng với Tiêu Viêm có quan hệ không bình thường. Tiểu tử này che giấu thật sâu, cũng giống như Tuyết Mị cùng với Lâm Phí, áo thác hai người cũng là ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Trong lòng nghi hoặc, tại sao một tên thanh niên mới bước vào giới luyện dược sư không lâu lại có thể cùng loại nhân vật như vậy mà quen biết? Tiêu Viêm đứng một chỗ, bất đắc dĩ chịu từng đạo ánh mắt kỳ dị nhìn tới. Bất quá chỉ chốc lát, đột nhiên phát hiện ra Hải Bá Đông đang nói cái gì cùng với Pháp Mã. Rồi cả hai người ánh mắt nhìn trên người của mình, lúc này chỉ thấy Pháp Mã cau mày, ánh mắt chằm chằm trên người Tiêu Viêm đảo qua đảo lại, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Làm sao vậy?" Nhìn bộ dáng của Pháp Mã, Hải Bá Đông kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ nghĩ Tiêu Viêm là một người có thiên phú vô cùng là tốt mà thôi, mà không nghĩ rằng đối phương sẽ có như vậy phản ứng. "Ây, chẳng biết tại sao, ta giống như là tìm thấy một chút khí tức quen thuộc trên người của Nham Kiều tiểu bằng hữu." Pháp Mã ho khan một tiếng, có chút nghi hoặc rồi nói. "Giống như đã từng quen." Tiêu Viêm ánh mắt bình thường, nhưng mà trong lòng có chút biến sắc lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra sự tồn tại của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương? "Ây, có lẽ là cảm giác sai rồi, già rồi, cũng không còn như trước nữa." Cảm ứng một hồi vẫn không được cái gì, Pháp Mã có chút thất vọng lắc đầu. Tại trên ghế thoáng có chút thất thần, chỉ nhớ có phần hoảng hốt. Năm đó Pháp Mã lúc còn trẻ, khi đang du lịch đại lục, từng ngẫu nhiên gặp được một lão nhân thực lực là khôn sâu không lường. Tại một chút cơ duyên run rủi, Pháp Mã cùng với lão nhân đã ở cùng nhau khoảng 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày đó, lão nhân tùy hứng mà truyền thụ một chút, cũng giúp cho Pháp Mã tiến bộ không ít. Mà sau khi lão nhân rời đi, khi trở lại Giả Ma Đế Quốc, vốn từ một người không có tiếng tăm, từng bước phát triển đến ngày hôm nay. Mà càng về sau này, Pháp Mã càng cảm giác được, năm đó vị thần bí lão nhân kia thực lực thật sự là kinh người. Mà lúc trước lại trên người Tiêu Viêm lại có cảm giác được cỗ khí tức mơ hồ, chính là trên người của lão nhân năm đó, cho nên Pháp Mã mới đột nhiên có chút thất thố. Bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên Tiêu Viêm cũng là không dám dây dưa quá nhiều. Xong vừa định nói sang chuyện khác, một tiếng cười già nua từ trong thông đạo truyền đến. "A, Hải Lão Đầu, Nham Kiêu tiểu bằng hữu, các ngươi tới thật là sớm đó." Nghe được tiếng cười, mọi người quay đầu lại nhìn, đó là một lão nhân mặc áo bào màu trắng, có chút kinh ngạc thất sắc. Trong lòng nghĩ thầm, hôm nay đến tận cùng là cái ngày gì mà ngay cả lão quái vật này cũng chạy tới. Người đến tự nhiên chính là già lão đêm qua mới gặp, mà phía sau lão là tiểu công chúa đi theo sát. Hôm nay nàng mặc một bộ áo bào luyện dược sư màu xanh nhạt,
Trên vòng cổ tay, áo rộng kim tuyến được thêu thành hình liên hoa, nhìn qua thật là thanh nhã. Song Tiêu Viêm lại biết cô gái nhìn bề ngoài có chút tào nhã kia lại là một thiếu nữ tình quái. Ánh mắt lướt qua tiểu công chúa, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện bên cạnh nàng cũng có một người mặc bộ cẩm bào xa hoa, vóc người cao gầy. Thiếu nữ này cùng với tiểu công chúa có vài phần tương tự, có điều cũng cùng loại như là Tuyết Mỹ, không sai biệt cho lắm là một người băng lãnh, hơn nữa lại còn là pha chút khí chất uy nghiêm của hoàng thất, cùng có bộ dáng đáng yêu như là tiểu công chúa. Vì nữ tử này, cả người trên dưới lộ ra một chút băng lãnh cùng với phong thái thành thục mê người, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt đố kỵ cùng với say mê. Ánh mắt đảo qua hai nàng, cuối cùng trở lại trên người già lão. Tiêu Viêm khom lưng hành lễ mỉm cười rồi nói, không nghĩ tới ba người chúng ta lại có cơ hội hội tụ cùng một chỗ, quả nhiên là duyên phận, đích xác hữu duyên. Pháp Mã cười cười rồi nói, lão yêu quái, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại đến đây, hình như là ngươi giống như là cũng không thích loại trận đấu như thế này. Ẩn cư hơn 10 năm rồi, để xem một chút cũng tốt. Gia lão cười cười, quay đầu sang phía Tiêu Viêm chỉ vào nữ tử phía sau lưng của mình rồi nói, tiểu tử kia, ngươi chắc là cũng đã biết Nguyệt Nhi rồi, đây là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi. Sự an toàn và trật tự lần này của đại hội là do 5 vạn quân đội duy trì, đều là một tài nàng lắm giữ. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới nữ tử trước mặt này lại có bản lĩnh như vậy. 5 vạn quân đội, nếu là để cho hắn lắm giữ sợ là sẽ nháo nháo cả lên. Mà lúc trước tại đại môn một chi quân đội chỉnh tề, hiển nhiên là nữ tử này rất giỏi trong việc lãnh đạo như vậy. Yêu dạ, ngày đó ta nói với ngươi chính là Nham Kiều tiểu bằng hữu đấy, thực lực cực kỳ là bất phàm, lần này đại hội sợ rằng người có khả năng đoạt giải quán quân có thể sẽ là hắn đó. Già lão lại chỉ vào Tiêu Viêm, quay lại nữ tử bằng lãnh của phía sau cười rồi nói, nghe được già lão đánh giá, một bên tiểu công chúa chu miệng ra lặng lẽ nói thầm cái gì đó, có lẽ là không phục lời già lão nói. Xin chào Nham Kiều tiên sinh, bằng lãnh nữ tử với đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hào phóng quay về phía hắn, vươn cánh tay ra mỉm cười nói, làm cho chung quanh một ít quý tộc không khỏi thất thần. Bọn họ ngày thường làm cái gì có cơ hội nhìn được một vị nữ nhân như vậy. Xin chào yêu dạ công chúa. Thái độ của đối phương, Tiêu Viêm không tìm được một chút sai sót nào, mỉm cười đưa tay đến. Khi nắm được đôi bàn tay của nàng, trong lòng không khỏi tán thưởng một chút, nhưng mà mặt ngoài vẫn bình thản, không có làm cho đối phương có một chút cảm giác nào không ổn. Hy vọng Nham Kiêu tiên sinh lần này lấy được thành tích cao nhất, lúc đó yêu dạ sẽ tự mình bồi tiếp, tiên sinh không cự tuyệt chứ, yêu dạ thu tay lại rồi nói. Nữ nhân này thủ đoạn lấy lòng người thật là bén sắc, ngày sau cần phải cẩn thận mới được. Nét mặt mỉm cười, gật gật đầu, Tiêu Viêm có chút kinh dị. Với định lực của hắn hiện tại, khi mà tiếp xúc chỉ mới vài câu đã tiềm bớt vài phần sự đề phòng. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, yêu dạ lúc này mới hài lòng lùi lại đứng phía sau già lão. Với tính khí của nàng, nếu không bởi vì thái gia của nàng đánh giá rất cao thanh niên trước mắt, nàng cũng sẽ không như vậy mà đến kết giao. Có điều nếu hắn thật sự là có tiềm lực đúng như lời của thái gia gia, cũng không uổng công sức tạo đích thân kết giao. Mắt đẹp đảo qua khuôn mặt thủy chung không chút bối rối của Tiêu Viêm, yêu dạ đối với định lực của hắn cũng là hài lòng. Có thể tại nhiều nhân vật phong vân của đế quốc cùng với cường giả như vậy mà vẫn bảo trì bình tĩnh, quả thật là có chút khó khăn. Ít nhất thì như là đám quý tộc đệ tử, bởi vì thân phận của nàng SG là không thể có được thái độ này. Cùng với Tiêu Viêm hàn huyên vài câu, yêu dạ quay đầu về phía Pháp Mã cùng với Hải Bà Đông mấy người khom người hành lễ. Đúng với tiết lễ làm cho người khác không thể không vừa lòng, mang theo lạnh ý cũng vài phần giảm bớt. Mọi người sau khi trò chuyện đều ngồi xuống tại hàng đầu tiên dành cho khách quý, mà chẳng biết cố ý hay là vô tình, yêu dạ công chúa lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của cơ thể từ một bên bay đến, làm cho người khác không khỏi có chút say mê. Thân thể ngồi ngay ngắn, Tiêu Viêm ánh mắt trong sáng chăm chú nhìn sân rộng khổng lồ phía dưới. Lúc này bởi vì thời gian trôi đi, đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều luyện dược sư tiến vào. Hơn nữa người xem đã đến tới con số kinh khủng, đầu người chen chúc. Vô số cô gái tại trước quảng trường sùng bái hét lên chói tai. Tại đây hào khí đầy trời, Tiêu Viêm trong lòng cũng lặng lẽ dâng lên một tia cảm giác. Nghĩ tới cảnh tượng hơn ngàn luyện dược sư bắt đầu luyện đan thật ngoại mục, nhìn không được có chút mong chờ. Theo mặt trời càng ngày càng lên cao, khách quý trên hàng ghế ngồi đến cũng là càng ngày càng nhiều. Những người này phần lớn đều là tại đế đô có thế lực hoặc là bối cảnh, đối diện đến là người tới xem từ sớm đã đến, tạo lên một khung cảnh tấp lập như là hội tụ mọi người từ khắp nơi đến. An tĩnh ngồi trên ghế, Tiêu Viêm mắt khép hở. Sau lửa ngày đột nhiên cảm nhận được chung quanh có chút xào động, lúc này mới hơi cau mày quay đầu lên nhìn về phía thông đạo. Lần này những đội hình tiến vào khu khách quý đích thực là có bối cảnh không nhỏ. Đế quốc ba đại gia tộc đều xuất hiện, đội hình như vậy sợ rằng đến bất cứ thế lực nào ra ba đế quốc đều không thể khinh thường. Theo đoàn người đang đi vào, đám đông vẫn có một chút hỗn loạn, nguyên nhân chính là Lạp Lan Yên Nhiên cùng với Nhã Phi. Hai nàng khí chất không giống nhau mà đều là mỹ nữ, lại ở cùng một chỗ tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của người khác. Khó trách các đại tử quý tộc tại sao lại kích động như vậy.
Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hạ thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chơi đấu phá thương khung phần 4 tập 47 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.